Yêu vợ, thương vợ, yêu vợ, nhường nhịn vợ. Cái thôi đó là 10 điểm, 10 điểm. Ừ. Em đã ly hôn và có 2 đứa con trai ạ. À, lớn chưa? Dạ, đứa đầu sinh năm 2013, đứa sau 2016. Mà cũng có một nữa, một đời vợ. Dạ. Có con chưa? Dạ chưa. Cưới vợ được mấy năm? 16 tháng. Trời ơi, đâu. Rồi, chào em, mời em ngồi. Thôi, mời em trai giới thiệu về mình. Em chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Thì chào bạn nữ bên kia và quý vị khán giả hôm nay trong trường quay. Em tên là Nguyễn Hữu Đức. Năm nay em 36 tuổi, thì hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Đức làm gì? Em làm khu nghệ cao, bên đóng gói, đóng hàng. À, làm kỹ thuật đóng gói vậy kìa đó hả? Dạ. Là ngồi cái sản phẩm ra đóng gói vậy đó. Dạ. À. Rồi, chào Đức nha. Mời nhà gái giới thiệu cho mình nè. Dạ, em chào chị Ngọc Lan, em chào anh Quyền Linh. Chào em chào quý vị khán giả, em chào nhà trai ạ. Em tên là Nguyễn Thị Phương, em sinh năm 1993. Em hiện đang buôn bán quần áo ở chợ đêm Tân Đức ạ. Là bán ban đêm, ban ngày không bán em hả? Dạ, ban ngày cũng có ạ. Bán luôn đêm ngày luôn hả? Dạ. Trời, vậy rồi chợ sao đó nó tên là chợ đêm thôi, chứ không phải là nó chỉ hoạt động ban đêm. À, phải rõ ràng, tụi nó bán ngày bán đêm mà thời gian đâu yêu đương. Ưu điểm, khuyết điểm của Đức là gì? Thì ưu điểm của em là biết nấu ăn và dọn dẹp trong nhà, là phụ giúp vợ trong gia đình. Phụ giúp vợ hả? Dạ. Biết trước tương lai là giúp vợ rồi, đúng không? Dạ. Chưa gì hết trơn mà bà mối chấm rồi đó nha. Ừ. Thì công việc của em có thể là em biết lái xe, rồi với lại em biết làm ba cái hàng điện luôn. Rồi em làm xưởng gỗ luôn. Vậy đó hả? Làm điện này kia biết luôn, điện gia dụng á ha. Dạ. Trời ơi, giỏi vậy trời. Thì có biết đưa tiền cho vợ không? Cái đó đặc biệt là em biết đi làm bao nhiêu em đưa tiền cho vợ đó. Trời ơi, ổng chưa có vợ nghe mà ổng tính hết rồi nghe. Nghề gì không quan trọng bằng nghề đưa tiền cho vợ. Em thì em biết ví dụ mà làm tháng 8 triệu đưa vợ 7 triệu thì em giữ 1 triệu. Thôi, giữ 500 thôi. Ê, không được, tao giữ 1 triệu là đủ rồi. Trời ơi, giữ 500 thôi rồi sáng tao pha cà phê cho mang đi làm. Nấu cơm nhà cho mang đem đi. Thôi mấy cô vừa phải thôi mấy cô. Được voi đòi tiền. Đưa 1 triệu, dính 7 triệu nữa. Mất điểm. Không có mất điểm, tôi thấy điểm nó điểm cộng á. Mới gì không lại đưa hết hả? Có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm của em là hay ngủ nướng thôi chứ không có gì hết. Không sao, có vợ đi đố em ngủ nướng được. Mời nhà gái. Rồi, nhà gái nói về ưu điểm với khuyết điểm của mình nè. Dạ, ưu điểm của em thì lanh lẹ, vui vẻ và lại hoa đông, việc nấu ăn nữa. Còn khuyết điểm của em thì em hay nóng tính nên nói nhiều á. Vui vẻ hòa đồng là phải nói nhiều thôi, không sao hết trơn. Em trai, ví dụ em vừa nấu ăn mà vợ em vừa nói mà vừa nóng nữa, em thấy sao? Thì em nhịn thôi. Thì em nhịn thôi. Chứ không biết nói gì. Trời ơi, nó dễ dữ hết rồi. Thôi được. Chào em gái. Dạ, em chào anh. Được không? Thấy nhà trai tôi được không? Dạ, cũng được. Trời, quá, quá được chứ gì cũng quá được. Được luôn á. Chiều vợ, thương vợ, yêu vợ, nhường nhịn vợ. Cái thôi đó là 10 điểm. 10 điểm. Ừ. Đường tình duyên em gái sao nè? Dạ, em đã ly hôn và có 2 đứa con trai ạ. À, lớn chưa? Dạ, đứa đầu sinh năm 2013, đứa sau 2016. Rồi ăn ở với ai? Dạ, một đứa ở với ba, con một đứa hiện đang ở với em ở dưới Long An ạ. Tức là hai mẹ con là lập nghiệp ở trong đây luôn? Dạ, em ở đi vô đây chỉ gần được 2 năm ạ. Là hai mẹ con vô, em dắt con vào luôn? Dạ. Thời gian đầu vào chắc cũng khó khăn lắm ha? Dạ, thì cũng khó khăn nhưng mà giờ cũng dần ổn định rồi. Bên kia thì cái hoàn cảnh gia đình vậy, còn em sao? Em thì cũng dễ à, nói chung là em không có ngại vấn đề. Có con hả? Có con đúng không? Yeah. Còn đường tình duyên em sao? Đường tình duyên thì em cũng có một nữa, một đời vợ. Dạ. Yeah. Có con chưa? Dạ chưa. Cưới vợ được mấy năm? 16 tháng. Trời ơi, lâu chưa? Dạ cũng nay cũng có 5 năm. 5 năm rồi. Dạ. Yeah. Nhưng mà sao cưới 6 tháng chia tay sư vậy em? Dạ thì ở bên vợ cũng kiểu khó khăn. À, ở rể đó hả? Dạ. Yeah. Vừa đó cũng hiểu phần nào rồi ha. Thôi giờ mong muốn nhà gái kiếm người đúng yêu rồi thế nào? Mình nói về tương lai đi. Bây giờ em mong muốn có một người ở bên cạnh mình, tính cách như thế nào, ngoại hình như thế nào, nói cho chị Lan biết. Dạ, tính cách thì hiền chút, ngoại hình thì sao được vậy? Không, mình phải đòi hỏi em. Bây giờ ngoại hình sao nè, muốn cao mét mấy? Em chưa định ra cao mét mấy được nữa. Em cao nhiêu? Em cao 1m55. Rồi, cao hơn 1m55 là đẹp đôi nha, để chị qua chị coi. Dạ, chào nhà trai. Nhà trai tôi là đủ hiền chưa? Đủ hiền đó, nhìn mặt rất là hiền mà nãy giờ nghe chia sẻ cũng hiền. Cũng hiền luôn. Cao mét nhiêu?
Em cao 1m60. Đó, được, hợp lý. Bên đó 1m60, được. Bây giờ em có cái mẫu hình nào không? Cái mẫu hình nào mà mỗi tối mình nằm xuống mình nghĩ trời ước gì mình lấy được anh này. Bây giờ anh Phương Linh đi. Bây giờ anh Phương Linh đi. Quyền lên. Con bé nó trả lời vậy đó. À vậy đó hả? Bé nó trả lời anh Quyền Linh. Anh này anh hiền hơn Quyền Linh luôn á. Anh nói ít hơn Quyền Linh nhiều. Anh ốm hơn Quyền Linh. Thôi, bây giờ thì em trai. Đúng rồi. Nói cho bà mối nghe coi mẫu hình sao nè. Em thì đơn giản lắm, chứ em không có yêu cầu gì nhiều. Miễn sao là biết quan tâm rồi, ăn đi làm ăn là được. Người ta mình biết làm ăn đó, người ta buôn bán ở chợ đó. Em có thích tóc tai như thế nào không? Tóc tai thì nói chung là để gọn gọn. Gọn. Búi lên là được rồi đó. Nhưng mà giờ thích màu sắc không? Màu sắc thì phụ nữ thì nhiều khi người ta cũng hay nhuộm tóc, người ta có chuyện cũng đó bình thường mà. Trời ơi, hay quá. Nhuộm trắng tươi được không? Đó, cái đó không biết. Bên kia có một quả đầu rất là ấn tượng. Ấn tượng đó. Dễ thương lắm. Rồi được, bây giờ mình hỏi người thân đi. Đúng rồi. Nhà trai đi ai? Với bạn. Bạn kế bên anh nè. Dạ, chào bạn. Dạ, em xin chào chú Quyền Linh, chị Công Lan. Thấy nhà gái làm sao nè? Dạ, thấy bạn bên đây cũng được. Cũng hiền, cũng giống bạn em. Cũng hiền luôn ạ. Hiền tới em quéo luôn á. Em mà quắn quéo, nãy giờ chị thấy em quắn quéo luôn á. À. Người bạn thân của mình á, ở nhà sao? Tính tình sao? Dạ, hiền lắm. Hòa đồng với anh em được. Vậy hả? Thôi, được. Có thấy nhậu chơi nhiều bạn không hiền. Anh? Bạn này cũng không, hiền nè. Bạn Đức không có nhậu đâu. Sợ nhiều khi hiền hơn nhà gái luôn á. Không quắn, dạ. Không quéo. Có bộ chưa? Dạ chưa. Muốn lên đây không? Dạ không. Nó ngồi dưới nó còn rung mà. Lên đây chắc nó rung dữ nữa đó. À, mình hỏi nhà gái coi nhà gái đi ai. Dạ em đi về anh bạn công việc em ạ. À, xin chào anh Nguyễn Linh, xin chào chị Ngọc Lan. Dạ. À, xin chào bạn trai cũng như người bạn đi cùng. Xin chào tất cả quý vị khán giả. À, em thì buôn bán cùng với Phương. Phương thì nó là gọi là một người là thẳng tính, chịu khó. Dạ. Thì em nó thì vô đó làm ăn thì cũng có một số bạn trai là theo đuổi. Nhưng mà rồi là cũng do là đã có một qua một cái lần đò rồi. Thì bây giờ cũng có một cái kinh nghiệm cho nên là quyết định đăng ký tới đây là để kiếm một cái mối quan hệ đi xa hơn là cái phía chỗ với Phương. Còn bây giờ anh thấy như bạn bên này thì là cũng là hiền. Nếu như mà được thì hai bạn cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhiều hơn. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh. Hai người đã góp ý xong hết rồi. Hai bên nghe ha. Bây giờ mở rào mà nói chuyện nhau đi. Mở rào. Em chào anh. Chào em. Em vừa gọi một cô anh tặng. Cảm ơn. Rồi, hai bạn giao lưu với nhau, nói với nhau về cái cảm xúc lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy nhau, nó có giống như trong tưởng tượng của mình hay không? Anh hỏi em trước đi. Thì lần đầu tiên thấy em thì anh cũng thích, cũng có cảm giác thương yêu em. Mới gặp là cảm giác thương yêu rồi. Thấy có thuận lợi rồi đó. Thấy nhà trai bên anh sao? Vậy em thấy thì cũng hiền. Hiền. Ừ. Rồi, bây giờ đó, hai đứa ở xa rồi đó. Giờ mình hẹn hò sao mình nói đi em trai. Thì hiện tại là anh đang ở trọ ở khu Nghệ Cao quận 9. Thì không biết là ví dụ như cuối tuần thì anh chạy qua đó em đi, mình đi coi phim hay là... Dạ cái nghe của em cuối tuần là không được anh. Chỉ có đầu tuần hoặc là giữa tuần thôi. Đầu còn tuần. Cuối tuần tại vì em kinh doanh mà. Ăn nhờ được con cuối tuần à. Dạ. Đầu tuần hoặc là giữa tuần cũng được. Tại vì cái chỗ làm của anh thì không có tăng ca thì tầm khoảng về tầm khoảng 4-5 giờ chiều mà. Thì có thể là chạy qua để mình đi ăn đi uống hoặc được hay được. Xin em thêm. Kinh doanh bên đây vô phụ bán luôn chứ hẹn hò đâu phải là đi riêng, thậm chí qua phụ bán luôn cũng được. Dạ. Em bán gì? Dạ em bán đồ nữ. Đồ nữ đó. Em trai có qua phụ bán được không? Dạ được. Đó thấy chưa? Cuối tuần ta rảnh ta qua ta phụ bán luôn. Thì anh cũng có biết bán kinh doanh và cái ống lưng điện thoại. Biết như vậy mà anh có tính gì kế hoạch cho tương lai không? Cũng là tính tương lai là mình có vốn thì mình làm ăn buôn bán. Ví dụ anh làm ăn mà may mắn mà có vốn thì vừa phụ bán quần áo cho em, nhưng mà anh có thể là bán ống lưng điện thoại luôn. Ý là bán trong gần, tương lai là vậy. Bán gần luôn đó. Em có thể là khi nào anh có thể bước tới được? Dạ chắc phải 2 năm trở lên nữa. 2 năm. Dạ ít nhất là phải 2 năm hơn nữa. Em thích con đầu lòng trai hay gái? 1 năm luôn. Dạ không? 2 năm trở lên. Dạ.
em làm cái gì là phải có kế hoạch cái đó. Bạn ấy có khát vọng là làm giàu đó. Đúng rồi. Ừ. Bây giờ nè, thôi mình bước tới. Có thể đứng đây hát một bài nào đó, hát cho bạn gái nghe đi. Này mùa đông ơi xin hãy làm tiếp rơi để chẳng lối em anh về. Này mùa đông ơi xin hãy làm tiếp rơi để anh biết em cần anh. Này mùa đông ơi xin hãy ngừng trốn đây để những dấu yêu đông đầy một vòng tay em câu khát một giấc mơ. Anh đã yêu em hơi người ơi. Bạn gái có thể hát bài nào đó tặng lại bạn trai. Em không biết hát nhưng em chỉ biết làm thơ ạ. Em có câu thơ tặng anh. Khi say một chén cũng say, khi nên duyên nợ một ngày cũng nên. Dạ, có như vậy. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm thôi các bạn. Bấm hay không bấm là quyền của các bạn nha. Chúng ta bấm nút bằng cả trái tim của mình. Chuẩn bị 3, 2, 1. Hết thời gian. Anh biết bạn gái sẽ không bấm ngay từ đầu. Bạn gái là một người rất là cá tính. Dạ đúng rồi. Như người ta nói á, đẹp trai không bằng trai mặt. Em cứ xin số điện thoại địa chỉ xuống phụ hoài luôn, trồng cây si cho anh, cái đó là được đó. Thật ra thì bạn trai, nếu mà bạn trai muốn chinh phục được cô gái này thì bạn trai phải cố gắng nhiều hơn nữa. Vẫn còn cơ hội 2 năm nữa em. Dạ tại vì em đồ vào một lần rồi, bây giờ do lần trước là em tìm hiểu không kỹ, bây giờ phải tìm hiểu cho kỹ. 2 năm đó theo anh không là vấn đề gì cả. Cứ rảnh chạy xuống dưới đây, nhào vô phụ buôn bán, hiểu không? Chúc xin xin nội luôn. Đúng rồi. Thôi, dù sao thì cũng chúc các bạn sẽ có sự gặp mặt ở đây, chúng ta sẽ là những người bạn, bắt tay nhau cái nào. Giới thiệu về mình đi bạn trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và quý vị khán giả trường quay cùng quý vị khán giả đang xem đài trên truyền hình. Em tên là Thân Hữu Hạnh, sinh năm 1985, từ khi sinh ra và lớn lên là tại thành phố Hồ Chí Minh, quận 11, nơi làm việc là tại Ủy ban dân phường 13, quận 11, công tác hiện tại là văn phòng. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em tên Nguyễn Thị Thanh Thảo, năm nay 32 tuổi, quê ở Lâm Đồng, hiện tại đang làm việc ở Sài Gòn. Em làm nhân viên kinh doanh ở Novaland. À, rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em là em cũng khá là chịu khó, năng động, tự tin. Khuyết điểm của em là cũng hơi cả nể một chút. Rồi, ưu điểm khuyết điểm của bạn trai? Dạ, ưu điểm của em là cầu toàn, năng động, sáng tạo, có chút thẩm mỹ. Khuyết điểm cũng cầu toàn luôn. Muốn xong việc cho nên là đôi khi cũng ôm đồm công việc, tự mình ôm đờm rồi làm không nổi, nhưng mà cũng làm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Dạ. Hôm nay bạn đến đây bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Nói chung là một bạn nữ dễ nhìn, cũng không cao quá cũng không thấp quá, khoảng chừng 1m54-55 được rồi. Tương đối vừa với em. Người phụ nữ nói vui chút xíu thì là tự nhiên, tắn thì cũng không cần tắn quá, da ngâm cũng được, nói chung cái gì tự nhiên thì nó sẽ tốt hơn. Thích tự nhiên hơn. Dạ. Nếu mà nói là ở phụ nữ thì em thật sự rất là tự nhiên, rất là hay để mặt mộc, rất là ít trang điểm, người cũng rất là giản dị, nói chung là người của gia đình. Em thì có khả năng nấu ăn, chăm sóc gia đình, em nghĩ là tốt. Nhưng mà em thích người đàn ông như thế nào? Em thích người đàn ông là có tính trách nhiệm, chín chắn, trưởng thành, biết lo biết nghĩ cho gia đình và chung thủy. Anh này anh có hết tất cả mọi thứ á, nãy giờ anh còn ôm đồm nhiều việc nữa đó. Nói chung là việc gia đình thì nấu ăn hay là làm gì việc gia đình em cũng làm được hết. Vậy là tốt rồi. Thế còn tình trường, hai bạn trải qua bao nhiêu mối tình rồi em gái? Em thì cũng đam mê công việc cho nên cũng yêu đương rất là nhạt nhòa. Em mới trải qua một mối tình cách đây 4 năm thôi. Lý do chia tay là do khoảng cách địa lý khá xa. Dạ. Nhưng bây giờ thuận tiện rồi ha. Dạ. Bây giờ mình cũng định lập nghiệp ở đây luôn đúng không em? Vâng ạ, em ở Sài Gòn. Quá Sài tốt Gòn. Rồi. Bạn trai, tình trường của mình thì sao? Em cũng xin thưa là em được một mối tình cũng được 6 năm. Thì tụi em cũng dự định tiến tới hôn nhân. Nhưng mà do khoảng cách địa lý quá xa, bị một số cái vấn đề tác động cho nên tụi em chia tay. Là tổng cộng tụi em biết nhau 11 năm. 11 năm, tức là mối tình cũng rất là sâu đậm. Đó cũng đã có gia đình rồi. Thì em cũng nghĩ mình cũng nên chọn cho mình một cái bạn nữ chu đáo, cầu toàn, rồi biết lắng nghe, chia sẻ. Cái điều gì em không thích ở người đàn ông? Đó là người đàn ông quá là kỳ bo với lại gia trưởng. Bây giờ nếu mà tiến tới hôn nhân thì bao giờ em sẽ có thể được? Tuổi của em cũng ổn định rồi, chỉ cần tìm hiểu thấy hợp lý thì thời gian không phải là vấn đề. Em có cần thiết ngoại hình rồi như thế nào không? Em không yêu cầu cao lắm, nhưng mà cao từ 1m65 trở lên. Ngoại hình dễ nhìn thôi. Ok.
Chào bạn trai. Dạ chào chị. Dạ chị xinh hơn trong TV. Cảm ơn em. Dạ. Hai người này cười coi. Ý. Trời ơi sao giống nhau dữ vậy? Cùng một bên luôn. Hai cái đang khệnh. Bây giờ bao lâu thì em tiến tới hôn nhân được? Thì mọi thứ em đã chuẩn bị xong hết rồi. Ừ. Thì sớm lắm rồi em sẽ dự định là 20 tháng 10 ngày phụ nữ Việt Nam. Rồi nếu mà xa hơn nữa thì 8 tháng 3 ngày quốc tế phụ nữ, hoặc là xa hơn nữa thì ngày này năm sau. Là có định 3 cái mốc ngày trong năm đúng không? Chị thấy cặp này xứng đôi rồi đó. Chào cô gái. Dạ. Em ghét nhất cái tật xấu gì của người đàn ông? Lăng nhăng hoặc là gia trưởng quá. Em thấy cuộc sống này cái gì cũng cần sự chia sẻ, cần cái sự đồng thuận, đồng lòng, chứ đừng một người quyết thì không hay lắm. Anh thấy hai người là về tư tưởng, về tất cả mọi thứ nó cũng ổn định, hợp nhau đó. Dạ. Bên đây là một cô gái đúng ý chàng trai bên kia luôn. Rất là giản dị, tự nhiên. Quan trọng là tự nhiên nha em trai. Rồi bây giờ mình có đi với người thân, mình xin thêm ý kiến người thân nè. Em gái đi với ai? Em đi với hai em đồng nghiệp. Đồng nghiệp. Rồi xin chào em. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và các bạn trong trường quay ạ. Em là đồng nghiệp của chị Thảo. Chị Thảo là một người con gái rất là hiền, dễ thương lắm, rất là nhiệt tình. Mấy người tên Thảo ai cũng dễ thương lắm. Em thấy anh bên đây hiền lành, có trách nhiệm, chững chạc. Em thì em thấy là anh chị rất là dễ thương, xứng đôi á. Anh chị nên cho nhau cơ hội tìm hiểu. Rồi, cảm ơn em. Anh trai đi với ai em? Dạ, em đi với một người bạn đồng nghiệp. Rồi, chào bạn. Tôi xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Thì tôi là vừa là đồng nghiệp, vừa là người bạn đồng hành với bạn Hạnh đây là cũng 17-18 năm rồi. Nhận xét cá nhân tôi á, thì tôi cảm nhận được á là bạn gái, bạn Thảo đây rất là hợp với bạn Hạnh. Thảo yên tâm là bạn Hạnh có đủ các đức tính bạn nói. Thứ nhất là chung thủy, cái thứ hai là bạn rất là trách nhiệm với gia đình. Thì tôi cũng hy vọng qua chương trình này hai bạn sẽ tìm được đến nhau. Bạn xin hết. Bây giờ quan trọng là hai ánh mắt nhìn nhau, những con tim có cùng chung nhịp đập hay không nha. Mở cửa rào. Cái gì mà mèo kinh tế, mèo hòa giải là cái gì? Em cảm ơn anh, em gửi anh ạ. Rồi, cảm ơn. Dạ. Anh xin tặng em hai món quà. Sao nhiều vậy anh? Em mở ra đi. Mở luôn á anh? Mở ra đi. May quá không phải mèo sống. Dạ, cảm ơn anh, rất là dễ thương. Em trai nói ý nghĩa cái món quà là sao? Hai món quà. Đó là hai con mèo hòa giải với mèo kinh tế. Thì mèo kinh tế thì em để trong cái hộp nhỏ, là bổn phận của người nam thì nghĩ là chắc là sẽ gánh vác cái công việc của gia đình. Mèo hòa giải thì là em để cho của người phụ nữ là nó to hơn. Lý do là mình có tất cả nhưng mà trái tim của người mình yêu không có thì mình cũng khó mà thành đạt được mọi thứ. Thì mình nghĩ là như vậy. Em cảm ơn, em sẽ cố gắng. Dạ. Bạn ngồi đi. Dạ. Ngày gặp em anh thấy mình may mắn, ngọn lửa tình đã được cháy trong anh. Sau bao ngày trái tim anh nguội lạnh, em đến bên đời thắp lại lửa tình anh. Tình yêu anh tựa vạn lý trường thành, không thề hẹn nhưng chẳng hề lừa dối. Luôn bên em mỗi khi lòng bối rối, nụ cười này luôn mãi nguyện trên môi. Thảo ơi xin cho anh mượn bờ vai, tựa gầu gã vì sung sướng quá. Thảo ơi cho anh mượn nụ hôn, mượn rồi không trả đừng đòi nữa nhé. Em cảm ơn anh. Ủa nó nghe nè, bây giờ em đọc vậy em thấy cái người nó có hợp trong cái thơ của em không? Hợp là hôn mà không anh? Tại vì nãy mượn nụ hôn đừng trả nữa. Thôi dễ thương quá. Thôi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay của hai bạn nha. Nào cảm nhận về nhau đi. Em thấy anh rất là sâu sắc và cũng rất là tình cảm. Về cái nãy giờ anh nói về em á, thì nãy giờ chắc anh cũng nói nhiều rồi. Yeah. Cái tính cách, cái chia sẻ của em, cái ngoại hình thì anh rất là hài lòng, anh rất là thích. Dạ. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng hài lòng về anh. Dạ, cảm ơn em. Dạ. Nếu mà hài lòng thì em cho anh một cái cơ hội để anh chạm vào cái cuộc sống riêng tư của em một chút, thì để mình tìm hiểu. Dạ. Sau đó nếu mà mình may mắn nữa thì mình tiến tới bước 2, có nghĩa là hãy là của nhau. Cảm ơn em. Dạ, em cũng đồng suy nghĩ với anh. Dạ, cảm ơn. Cái cặp này hình như là biết nhau từ bao giờ luôn ta. Hình như có duyên từ bao giờ luôn á. Nay mình mới học được một từ là chạm vào cuộc sống riêng tư của anh. Em có đồng ý anh ấy chạm vào cuộc sống riêng tư của em không? Dạ có.
Có ha, để anh bấm giùm luôn coi. Trời, cười cũng giống nhau đúng không ơi? Đó, mà hai cái răng khểnh kìa. Để ý luôn á. Thôi kỳ này hai MC bấm luôn giùm được không? Dạ được. Ơi, được không em gái? Dạ được. Trời ơi, được luôn hả? Đến 1, 2, 3 thì tự bấm luôn. 1, 2, 3 bấm. Đó. Rồi, được rồi. Rồi, nắm tay nhau đi nè. Đây, các bạn thấy hợp không? Đây, hiểu về trái tim. Hai bạn hình như là hiểu nhau lắm rồi. Cảm ơn. Nãy gì đó, mượn tạm nụ hôn gì đó, mượn thiệt luôn đi. Mượn rồi không trả. Đừng đòi nữa nhé. Ừ đó, rồi. Trời ơi, dễ thương. Rồi, xin chào chồng. Để đây cưng. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh Quyền Ninh và chị Hồng Vân ạ. Chào, chào tất cả khán giả trong trường quay. Chào bạn gái bên kia. Em tên là Cù Hy Dầu, năm nay 32 tuổi, quê em ở Hải Phòng ạ. Tên gì? Cù Hy Dầu ạ. Cù Hy Dầu. Dạ. Tên lạ nhỉ. Dầu làm gì Dầu? Dạ thì em bây giờ hiện tại đang làm về quản lý máy móc cho chị gái ạ. À, máy móc là máy móc gì? Làm về bên tiền tiền vàng ấy ạ. Tiền vàng vàng mã đấy ạ. À, vàng mã đó hả? Làm dạ. Ở đâu Dầu? Em làm ở ngay gần nhà. Ở Hải Phòng luôn? Dạ vâng ạ. À, tức là từ Hải Phòng vào đây tham gia chương trình luôn. Dạ vâng ạ. Trời rồi. Còn em giới thiệu nào? À, em xin chào mọi người ạ. Em xin chào chị Hồng Vân, em xin chào anh Quyền Linh và bạn nam bên kia ạ. Em tên là Lê Thị Thơm, hiện tại em 27 tuổi. Và hiện tại em đang làm nhân viên ngân hàng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam ạ. Bạn là tên Dầu, bạn kia tên Thơm, Dầu Thơm. Em không ngại sai, chỉ cần lý do thôi. Đó, thấy chưa? Chỉ cần lý do thôi, lý do thôi. Rồi, điểm yếu, điểm mạnh của Dầu là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em thì em biết nấu ăn ạ. Chăm chỉ trong công việc. Giỏi. Còn điểm yếu của em thì em hơi nóng tính, hay ngủ quên. Ngủ quên, vâng. Ngủ quên, có Dầu đổ trái mệt lắm nha. Rồi. Ngủ quên. Còn Thơm em, sao nè? Em nè, em điểm mạnh, điểm yếu. À, điểm mạnh của em thì... em không có điểm mạnh gì nhiều, nhưng mà cái gì thì em cũng có thể làm được. Nấu ăn thì em cũng biết một chút, chăm lo gia đình thì em cũng biết. Còn điểm yếu của em thì em cũng giống như bạn bên kia là hay quên á. Có nhiều khi á, có tài khoản ngân hàng rồi là mật khẩu Facebook, Zalo gì đó là em cũng không nhớ luôn. Nên là những cái tài khoản đó em chỉ dùng một mật khẩu duy nhất thôi. Có gì mà quên á, là chỉ nhớ một cái đó thôi á. À, dạ. Dầu, có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ thì em có một mối tình ạ. Một mối? Dạ, một mối tình chính thức thì được 7 năm. 7 năm nữa hả? Dạ vâng. Trời ơi, quen tới 7 năm nữa. Bọn em chia tay cũng được 3-4 năm ạ. Lý do sao Dầu? Tại thì lúc bọn em quen nhau thì em vẫn đang ở bên công tác bên nước ngoài ạ. Em ở đâu? Em ở bên Hàn Quốc. À. Dạ, em đi Hàn Quốc từ năm 17 tuổi. Vâng, thì em mới về trong Tết năm 2019 này. À, đi hợp tác lao động bên đó hả? Dạ vâng ạ. Ồ, mười mấy năm ở bên đó? Em 14 năm ạ. 14 năm ở Hàn Quốc? Ôi, vâng. Thôi em cứ chỉ có học với Thơm thôi được rồi đó. Rồi nay là thấy ngon rồi. Còn Thơm ơi. Sao? Em có mấy mối tình rồi? Dạ hiện tại là quá khứ là em đã có hai mối tình ạ. Mối tình gần nhất của em là cũng yêu nhau được 3 năm ạ. Lý do bọn em chia tay là không hợp nhau, tại vì bạn ấy cũng không có tính cầu tiến trong công việc. Cái thứ hai nữa là có một số tính cách mà hai đứa cảm giác là chưa tìm được điểm chung ạ. Nên mà là... em chia tay mấy năm rồi? Em chia tay gần 1 năm rồi ạ. Gần 1 năm, bạn kia là 3 năm rồi. Bây giờ hai đứa đều chuẩn bị cho một cái cuộc tình mới rồi đúng không? Rồi, bây giờ còn nói cái mới đi. Còn vương vấn gì cái cũ không? Nói cũ cho hiểu sơ sơ chút vậy là được. Dạ không, nếu mà vương vấn thì em đã không lên đây rồi. Đúng rồi, cắt đứt luôn. Dạ em chào chị Hồng Vân. Chào cưng. Sao nè giờ nói chị nghe coi nè. Đẹp trai như vậy nè ha. Đi gọi là đi Hàn Quốc về nói tiếng Hàn như vậy nè. Mà 3 năm trời ăn ở không có phí hoài 3 năm không trời? Dạ thì lúc 35 ấy thì em vẫn ở bên đấy. Em mới về được tháng 12 năm 2019 ấy ạ. Em mới về được 1 năm. À mới về được 1 năm. Dạ thì về 1 năm thì em cũng đi làm nên cũng chưa có thời gian đúng không? Đâu cũng có, em cũng thử. Nhưng mà bây giờ em nhiều tuổi rồi. Bây giờ ở nhà thì lại phụ nữ thì toàn 19-20 bằng bé bé này. Ra em hỏi tên thì toàn gọi chú. Vâng. Thế là không có, em ngại quá. Nhiều lúc cũng bảo là bây giờ anh hỏi thế thì anh bị điên à ấy. Vâng. Vậy hả? Vâng. Về Hàn Quốc về kiểm dịch chưa? Lúc em về là chưa có dịch. Vâng, em về 1 năm nay rồi mà. Vâng, em về xong Tết, ăn Tết xong thì mới có dịch. Rồi. Không như vậy ông trời cũng tính rồi. Bạn này ở không cũng 1 năm nè.
chờ gặp em cho tới ngày hôm nay. Dạ, Hàn Quốc về có chuẩn bị tiền bạc lấy vợ chưa? Dạ em sẵn sàng hết rồi. Sẵn sàng hết rồi hả? Dạ, vâng, lấy vợ thôi. Bây giờ thì chỉ cần mỗi một nửa của em nữa. Bây giờ em mong muốn là cái người bạn đời của em sẽ như thế nào nè? Mong muốn của em thì nó cũng đơn giản lắm. Em tại vì tính em cũng thoải mái nên bạn gái chỉ cần biết chung thủy, biết quan tâm gia đình là được ạ. Thế còn về ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì sao cũng được. Như kiểu là bây giờ em nhìn thì nói chung là nhìn nét hiền hiền một tí là em thích rồi. Hiền hiền tí là dạ, thích rồi. Khuôn mặt nhìn hiền phúc hậu một tí. Phúc hậu ha? Dạ. Hiền tí đúng không? Dạ. Để anh Quang coi bên kia hiền thế nào. Phải không? Thì Hàn Quốc là cái người mà tài tử Hàn Quốc Kim Tae Hee phải không? Cái gì Tae Hee? Cái Kim Tae Hee nhỏ đó phúc hậu lắm. Tae Hee đúng không ta? Dạ, cái tên chào anh Quỳnh Linh. Cái tên Hàn Quốc khó mà thuộc lắm phải không em? Em có biết cái tài tử gì cái tim Kim Tae Hee không? Chơi song dong gì đó. Rồi xích đó. Qua tôi coi. Đó chào ông. Dạ ông, em chào anh. Chào em. Dạ. Xinh đẹp ha. Dạ em cảm ơn anh. Thơm hả? Dạ em tên Thơm. Hương Thơm á anh. Hương Thơm. Dạ. Trời dễ thương ha. Dạ. Hương Thơm muốn một người yêu lý tưởng thế nào Hương Thơm? Em thì cũng không có yêu cầu gì cao cả. Tại vì những yêu cầu mà trước đây em đặt ra thì hoàn toàn là trái ngược lại với những hai cái người trước em yêu rồi. Nên là em nghĩ là em chỉ cần bạn ấy có tính cầu tiến. Thứ hai nữa là bạn ấy biết chăm sóc cho gia đình và biết sắp xếp giữa công việc và gia đình ạ. Bạn không hút thuốc. Dạ. Nhưng mà vấn đề bây giờ đặt ra là tụi em yêu xa. Em ở quận 7 công việc tốt không? Hiện giờ công việc của em đang tốt không? Dạ. Nhưng mà em sẵn sàng đi theo chồng ạ. Đấy, thế nó mới hay. Đấy cái câu ấy mắt lòng mắt dạ em hả? Vâng. Nhà chồng ở Hải Phòng, một thành phố hoa phượng đỏ lãng mạn. Trời ơi. Nhà chồng là tiền vàng nhiều lắm. Đó. Vàng mã. Đó thì đúng rồi, vàng mã. Vàng mã đổi vàng thật. Ừ, đó. Bán vàng mã lấy vàng thật. Mà bây giờ là cái chi gọi là cái công ty hả? Tức là bây giờ lớn quá giờ thằng em không lấy vợ được là phải giúp cho chị là biết là hoành tráng cỡ nào rồi. Nhưng mà nhà trai qua nhà gái dùng tiền thật nha, vàng thật, đừng qua đưa vàng mã. Nhiều khi cái đó là bên nhà trai ông. Nhà trai ở vậy hả chứ trai. Ừ, nha, bên nhà trai ông. Tôi chưa kịp nói cái câu đó thì thôi. Thôi được rồi, tôi suy nghĩ sai rồi. Em gái, em không thích điều gì đàn ông nè? Em không thích là bạn trai là hút thuốc, tại vì em không ngửi được mùi thuốc ạ. Không hút thuốc, không hút đúng không? Dạ vâng ạ. Đúng rồi, không hút thuốc. Thứ hai là bạn trai không có tính tiến thủ trong công việc. Ra vậy ta đi nước ngoài ta làm ăn, người ta chuẩn bị về lấy vợ rồi ta phụ bạn chị này làm là, cái bạn này công là ty. Tiến thủ rồi, cái đó không lo rồi. Không hút thuốc là có cái đấy rồi, cái gì nữa? Với lại là em không thích bạn trai mà như kiểu là nói nhiều quá. Ví dụ như là em làm sai cái gì thì bạn chỉ cần nói một lần thôi là em tự hiểu, em tự sửa sai cái điều đó. Bạn mà cứ nói nhiều quá em nhức đầu lắm. Không có la rầy em quá nhiều đúng không? Dạ. Chúc em bàn với người đó coi sao nha. Rồi, để hỏi có ý kiến giàu đi với ai giàu. Dạ em hôm nay em đi với mẹ với lại hai chị gái ạ. À có mẹ và hai chị gái nữa. Coi kỳ này cả gia đình mình quyết tâm luôn rồi đó, đúng không? Đó, từ Hải Phòng vào đấy. Dạ. Thành phố hoa phượng đỏ, mời gia đình có ý kiến. Dạ xin chào anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Dạ. Chào cô ạ. Tôi xin chào tất cả quý vị trong trường quay hôm nay. Như thế tôi là mẹ của cháu giàu. Thì hôm nay tôi đến chương trình này là cũng muốn tìm con râu tương lai. Vâng. Thì tôi thấy bạn gái này cũng xinh, đẹp, nghe cũng hiền lành, phúc hậu. Giàu ơi, còn cố lên. Mẹ muốn hai con cho nhau một cơ hội để đến kết hôn nhân. Thì càng nhanh càng tốt, mẹ cũng phấn khởi. Vâng. Bây giờ mẹ cũng đang mong muốn. Hay quá. Mong hai con cố gắng bấm nút để cho tìm hiểu nhau cho nó được kết quả nhé. Vâng. Bây giờ cảm ơn chị gái cái nè. Tại vì chị gái nhìn là biết là chị gái rồi đúng không? Đúng cái rồi. Mặt y chang đây nè, em cứ nhìn đây là ra giàu nè. Hỏi coi chị đúng gái không? Có bố trí công việc sẵn chưa? Chị gái xem là đấy, nếu mà bây giờ em nó đi ra thế thì công việc thế nào? Bố trí cho em nó một công việc ngay và liền. Dạ em xin chào anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân và tất cả khán giả trong trường quay hôm nay. Em là mấy này họ nhà gái và em gái.
em là chị gái của Dầu. Nếu mà chị nhìn thấy em cũng mến thương rồi là cũng xinh đẹp thì là chị cũng mong cho hai em cho nhau một cơ hội để đến với nhau. Còn về công việc thì em cứ yên tâm. Thì công việc của nhà chị thì làm chỉ không có sức đâu. nhiều việc. Chỉ sợ không có sức mà làm thôi. Vâng, đúng rồi ạ. Vâng. Rồi em xin hết. Rồi. Về đếm tiền thôi em. Cứ đếm tiền thấy không? Đếm vàng thôi. Rồi Thơm đi với ai nè? Hiện tại là em đi với lớp tập yoga của em ạ. Bên kia là thầy của em ạ. Thầy đáng yêu của em ạ. Là thầy yoga đấy ạ. Dạ. Rồi, xin mời thầy. Mời thầy ạ. Là bố mẹ em ngoài kia hết à? Dạ, bố mẹ em ngoài Bắc thì hiện tại bố mẹ em không có vô được. Nên là thầy sẽ đại diện ba mẹ của em ạ. Tại vì em cũng coi thầy như ba em vậy đó. Dạ. Xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Dạ, chào chương trình và xin chào gia đình bên nhà trai. Hôm nay thì giống như là đã xem qua trong cái phần mở đầu của chú vậy thì thầy cũng giống như là gia bình định bên nhà trai vậy đó, là thấy là các em sẽ nên cho tạo cho nhau một cái cơ hội để mình sẽ tìm hiểu. Và thầy thì thấy em trai bên này là nói chung là có rất là nhiều ưu điểm, thầy mong rằng là các em sẽ dành cho nhau trong cái bữa hôm nay là sẽ được có nhiều cái tìm hiểu về sau này nữa, coi như là chúng ta sẽ đồng ý bấm nút, giống như thầy hy vọng là vậy. Dạ, nhưng mà bên nhà gái cho một chút xíu gì về cô bé này đi, về tính tình của bé này cho bên nhà trai. Thì về em Thơm thì em là một cái trong cái lớp học ấy, thì em là một em là rất là có năng khiếu về bộ môn yoga, rồi là lại là có cái đức tánh hiền lành và nói chung là em cũng có những cái cố gắng rất là tốt trong cái việc luyện tập cũng như là trong cái công việc. Và cái tại vì trong bộ môn này nó có cái là nó rèn luyện cho cái người phụ nữ nó có nhiều cái đức tính là hiền lành, rồi có cái chịu khó, rồi kiên nhẫn làm cho đến cùng bằng được để đạt được cái hiệu quả. Thành ra là tôi nghĩ là em sẽ có những cái mà trong cái vung vén trong cuộc sống gia đình hay là hoặc là làm đáp ứng được cái nhân công việc mà của một cái thiên chức của một người phụ nữ, người vợ, người mẹ thì rất là tốt. Rồi cảm ơn thầy. Rồi bây giờ mở rào cho Dầu Thơm lan tỏa. Mở rào. Trăm năm trước ta không hề gặp, hôm nay ta đã gặp lại nhau. Tặng hoa đi. Đứng lên trao quà, đơ trao ơ đồ. Hôm nay anh có bỏ hoa tặng em. Thì bỏ hoa này không được đẹp lắm thì anh mong là em sẽ là bỏ hoa đẹp nhất. Dạ, em cũng có món quà để tặng anh nhá. Anh đoán thử xem cái này bên trong là cái gì. Cái này em thấy giống cái chai đựng nước. Không, anh đoán sai rồi, anh mở đi. Gì mà hồi hộp vậy? Đừng nói tặng Dầu Thơm nha. Táo Linh ơi. Hả? Táo. Pháo hả? Táo. Tặng pháo đang nổ chích chùm. Khùng quá. Táo. Bom ấy. Anh biết lý do làm sao em tặng anh táo không? Táo trong đây gọi là bom á anh. À thế hả? Làm tính bỏ bom á hả? Vì rồi có cô dâu bỏ bơm 150 bàn đó. Cái này nó có ý nghĩa gì em? Có nghĩa là em như mấy quả táo này đó. Kiểu là ở trong này á, người ta gọi táo gọi là bom. Em đang đợi anh rước em về á. Như bom nổ chậm á anh. Anh cảm ơn em nhé. Dạ. Cũng hay. Là táo chín rồi đó em hái đi. Dạ. Táo mà sao bó kỹ vậy? Anh còn một món quà nữa tặng em. Em dạ, mở ra. Em cảm ơn anh. Mở ra đi Tân, mở ra xem là gì, cái gì nè.
Em có hiểu ý nghĩa nó là gì không? Dạ, anh giải thích giùm em ấy ạ. Cái này, à. Đây đây là cái hộp trái tim dạ. là của anh và em. Dạ. Còn mở ra thì thấy anh và em nằm ở trong cái trái tim này. Dạ. Thì anh hy vọng là sau này hai đứa mình sẽ cùng ở trong cái hộp này. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Dạ. Anh và em cùng nằm trong cái hộp này. May mà ông nói cái hộp, ông nói cái hòm, tôi chả biết sao mà nói luôn ý. Thôi hai bạn trò chuyện nhau nào. Dạ, quay qua nữa. Đấy, lần đầu tiên gặp mặt. Dạ. Mấy chục năm mới gặp nhau đấy. Dạ. Cảm nhận thế nào? Em là con gái, em nói trước đi. À, em thì hiện tại đang làm ở quận 7. Công việc của em thì cũng ổn định ở đó. Anh có, nếu mà anh yêu em á, ở ngoài đó thì anh có vô thăm em không? Ừ, anh cứ đi thì anh mà nhớ em là anh sẽ thăm em thường xuyên. Dạ. Ừ. Thì nói chung là công việc thì đã xác định hôm nay thì anh gặp em ở đây. Dạ. Thì anh cũng xác định là đến với nhau hết cả cuộc đời cơ. Dạ. Thì cái việc thăm em thì nó rất là dễ với anh. Dạ. Và thì anh hy vọng là qua chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì anh với em sẽ tìm hiểu nhau và tiến xa hơn trong chặng đường tiếp theo. Dạ. Ừ, thì em thì em có ưu điểm là em cũng không có giỏi lắm về về giao tiếp, hoặc là em cũng không có giỏi lắm về việc nhà. Thì anh có đồng ý với cái việc nhà điểm anh, cái việc nhà thì anh làm được, cái việc nhà thì anh làm được hết. Dạ. Bất kể việc gì trong nhà là anh làm được. Nói chung là dạ. những lúc anh mệt ốm đau mà em biết chia sẻ là như nào thì cái đấy là ở giữa hai đứa mình là vợ chồng với nhau. Và em thì em không có giỏi cái đó, nhưng mà nếu mà anh chỉ thì em sẵn sàng em làm. Thì em là vợ anh, tất nhiên anh sẽ phải chia sẻ, sẽ phải những cái gì em không biết cũng như cái gì anh cũng không biết ấy. Và thì hai đứa mình chia sẻ là với nhau sẽ hiểu nhau hơn. Và thì mới sống đến như bố mẹ anh đến già như bây giờ. Dạ. Anh hy vọng là qua chương trình thì hai đứa mình cho nhau cơ hội. Dạ. Để rồi đến với nhau hơn. Khoảng bao lâu thì hai đứa có thể tiến tới hôn nhân được, hỏi với nhau đi. Thì như anh thì anh đã lên đây, cả mẹ mấy các chị nên để đến vào trong đây thì anh cũng không muốn tìm hiểu lâu. Dạ. Tại vì nhanh thì cũng 2 tháng mà cưới luôn được, về mình tìm hiểu nhau sau. Trời, quyết liệt dữ ta. Rồi quyết liệt luôn đó. Dạ vâng, thì anh thì cũng cũng 32 tuổi rồi, thì cũng không, anh cũng ngày trước thì anh cũng yêu lâu thì cũng chả giải quyết được cái gì cả, nên bây giờ thôi thì mình rút được kinh nghiệm thì cứ về nhà mình tìm hiểu nhau dần dần, cảm thấy xác định đến với nhau. Dầu quyết chí vậy đó, thơm thấy anh sao ấy, anh ấy cay cú quá, cái xã của anh ấy đàn bà nó lấy vợ hết rồi, nó sang Hàn Quốc hết rồi, anh ấy cay cú quá. Em thì em nghĩ là thời gian nó không quan trọng là anh có đủ khả năng để mà lấy được trái tim của em về thuộc về anh trong vòng 2 tháng hay không thôi. Cái này thì là do cả hai đứa mình. Sau dạ. Thì nhưng mà nếu vậy thì em hỏi luôn đi, em hỏi Thơm nè. Khi mà mở rào ra, cái cảm xúc đầu tiên khi mà em gặp anh là như thế nào? À, cảm xúc của em thì em thấy anh rất là hiền, y như là mấy hôm nay em tưởng tượng vậy đó. Tại vì mấy hôm nay trước khi đi là em hồi hộp dữ lắm, nên em cũng tưởng tượng, mường tượng ra. Nói chung là mình cũng đã có một cái duyên trước đấy rồi, thì em cảm giác là định mệnh rồi đó. Anh nhà định mệnh lại còn bảo người ta là 2 tháng anh có đủ sức chinh phục trái tim em không? Một phát một mở rào là cô đổ rồi. Bây giờ đó là mình bàn tới chuyện nếu đi lên kết hôn thì mình trao đổi xem thích con trai, thích con gái đầu lòng, rồi tiền bạc ai quản lý thế nào đó. Với lại là cái địa lý nè, phải tính cái vụ mà bây giờ em ra hay là anh vô. Chắc đó. Em ra nó dễ hơn. Em không ngại, miễn là anh ấy mà lo được cho em, anh có thể mời em về làm kế toán, tại vì em cũng đã học kế toán rồi. Anh em không làm gì giỏi nhưng mà đếm tiền thì em giỏi lắm anh. Đấy. Cái vấn đề này thì lúc nào mà em làm vợ anh. Dạ. Thì hai đứa mình sẽ bàn bạc tiếp. Dạ. Con cái sao? Mình trao đổi quan điểm đi, bởi vì cái quan điểm này hết sức là quan trọng. Theo em thì mình mà tiến tới hôn nhân ấy thì dạ. như em thì sinh mấy đứa thì là phù hợp. Em nhất. Chỉ thích là hai đứa thôi. À. Tại vì nếu mà nhiều quá thì mình không đủ khả năng mình chăm lo cho con của mình có cuộc sống tốt thì cũng không được.
thì nếu mà ít quá một đứa thì nó buồn, nên là em nghĩ là hai đứa là hợp lý, trai hay gái cũng được, tại vì em không có phân biệt là trai phải là trai hay gái. Anh có quan trọng vấn đề đó không? Anh không, quan trọng là lúc đấy em thích đẻ đông lúc ấy mình tính tiếp. Dạ. Rồi bây giờ mình tiến tới đi Dầu. Dạ. Nắm tay Thơm, nhìn mặt thẳng vào mắt Thơm và hát một bài hát nào đấy tặng Thơm. Anh được nắm tay em. Không biết Dầu Thơm này hiệu gì đấy rồi ạ. Thì hôm nay đến chương trình thì anh cũng chuẩn bị một bài hát. Dạ. Mà bài hát này là lúc trước là bố anh hát tặng mẹ anh. Thì dạ, mới tán đổ mẹ anh được. Thì dạ, anh học lại của bố anh thôi. Thì dạ, anh hy vọng là sẽ đưa em về nhà anh được. Thì anh xin hát tặng em bài. Người ta thường nói lấy chồng không mong ước nhiều, chỉ mong được em tha thiết vỗ về lưng niu. Nhưng nếu có người con gái nhìn anh say đắm và không hề nghĩ tình yêu đến vì tiền, ngày mai hậu phương có em, ngày mai hậu phương có anh sẽ lên vợ chồng. Anh xin hết ạ. Dạ. Bài thế mà ngày xưa bố em cua được mẹ em hay nhỉ. Thế bác, coi như bác gái nhà mình cũng đơn giản nhỉ. Nhưng mà hai đứa thấy hôm nay tụi em mặc đồ cặp không? Thấy cưng ghê, nãy hai đứa đứng gần nhau á, đẹp lắm luôn á. Dạ. Y như là cô dâu chú rể định mệnh luôn á. Bây giờ trong lòng của Thơm cảm giác như thế nào? Em thì hiện tại em cảm xúc là rối bời luôn anh. Rối bời. Lúc lên lúc xuống. Sao thế? Sao lên lên luôn chứ sao lại trộn? Sao lại lúc lên lúc xuống? Rồi. Thôi tại hết. Em luôn. Nói gì mà tối ý thế hả trời? Mong rằng nó lên nó đừng xuống. Rồi thôi quay mặt để tay vào nút bấm. Dạ. Nhá. Mong rằng chúng ta sẽ cùng đây, nhau bấm nút. Bên kia Thơm, Thơm yeah, bao Dầu quay lại. Đấy, ừ. Đó, đúng rồi. 1 phút 30 giây chuẩn bị. Suy nghĩ cho kỹ nha. Yeah. Nào, sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Úi giời, 2 cạch cạch rồi. Được. Thời với gian gì. 2 cạch cạch cạch. Bắt đầu từ ngay bây giờ, từ lúc mà trái tim nó đã nổi lên, chúng ta đã bắt đầu chính thức hẹn hò với nhau. Dạ. Trước 2 gia đình ha, có thầy đây cũng như là gia đình của bạn gái đang ở Thanh Hóa xem. Thì Dầu nói gì với gia đình bên bạn gái đi. Bố mẹ em nôn lắm đó anh. Dạ thì hôm nay anh nhìn vào ống kính kìa, xem như ba mẹ của Giờ Thơm đang xem đấy. Dạ, con chào ba mẹ. Đấy, dạ, rồi một phát ăn ngay luôn. Hôm nay đến chương trình con gặp được em Thơm thì nó là một cái duyên. Thì con hy vọng là sẽ có dịp về thăm hai bố mẹ. Thì bọn con sẽ cố gắng trao cho nhau những hạnh phúc tốt đẹp nhất trong cuộc sống này. Con sẽ hứa, không hứa bây giờ nhưng mà con sẽ cố gắng làm hết sức để cho em được hạnh phúc nhất. Em ơi, dạ, đây, đây, có mẹ đây, có chị đây, các chị đây. Nói một dạ, câu nào cho nở mày nở mặt nhà gái mình sẽ làm. Cháu chào bác. Không, và không em có bác, người ta gọi ba mẹ rồi, đây lại bác gì nữa. Ồ. Cho em xin phép là gọi ba mẹ vào một dịp gần nhất đúng không ạ? Hiện tại thì em sẽ gọi một bác. Con chào bác và em chào mấy anh mấy chị ạ. Thì hôm nay em và anh tới đây cũng là một cái duyên rồi. Nếu mà bác và anh chị đồng ý thì tạo cho hai đứa em một cơ hội để mà tìm hiểu nhau được lâu dài hơn ạ. Em cảm ơn. Dạ. Rồi thôi em tí rồi đấy. Dầu Thơm Thơm đi. Dầu, dạ. Dầu Thơm Thơm gái nào? Thơm Thơm. Thơm. Em thầy Dầu là phải Thơm. À, hãy nắm tay nhau thật chặt. Dạ. Đấy, cố gắng càng sớm càng tốt nha. Dạ. Đánh nước rút nha. Dạ. Để làm sao có thể là đem về cho mẹ với lại bố với lại mấy chị một nàng dâu. Và em gái cũng cố gắng nha. Dạ. Làm sao có thể trở về Hải Phòng một ngày sớm nhất. Dạ. Để chúng ta nên duyên vợ chồng. 2 tháng đấy, nãy Dầu nó nói là 2 tháng thôi. Dạ. Cố gắng lên nha. Dạ. Đánh nhanh rút gọn. Hy vọng rằng chúng ta báo tin vui cho chương trình nhé. Dạ. Rồi. Rồi qua nào.
đây là mắt he, viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc để gửi tặng cho hai bạn. Dạ. Đây là một voucher giảm giá của thương hiệu Maven, 30% toàn size của em thôi nha. Đó. Dạ em cảm ơn chị. Rồi đây là một phiếu giảm giá 50% của thương hiệu Daikyosan, máy lọc nước cao cấp, máy nóng lạnh đó nha cưng. Dạ em cảm ơn chị. Rồi là của hai đứa nha. Dạ. Nước đánh thành, nước khoáng kèm thiên nhiên. Dạ. Son Yurika